Chào các bạn nhé. Thưa các bạn là tại video này chúng tôi xin mời các bạn giới thiệu đến các bạn một cái đĩa nhạc tiếng hát Thúy Hà số 1. Thưa các bạn là tiếng hát Thúy Hà được trung tâm Audio Space phát hành in ấn cái đĩa này và được Thúy Hà trình bày với các cái ca khúc của các nghệ sĩ như là Thanh Sơn, Thiên Hà, Dạ Cầm, Việt Thu, Lam Phương và Anh Bằng. Rất là nhiều các cái bài hay từ Khi Vắng Anh, Kỷ Niệm Nào Buồn, Hương Tình Cũ, Hai Vì Sao Lạc, Chỉ Hai Đứa Mình Thôi Nhé, vân vân, là những cái đĩa mà là những cái bản ca sĩ, những cái bản nhạc, những các cái ca bản nhạc này được ca sĩ trình bày rất là hay. Đĩa là đĩa gốc có bán tại Khang Audio với giá là 170.000 một chiếc các bạn nhé. Và đây là đĩa gốc chúng tôi bán và giao hàng toàn quốc. Đĩa rất là xịn, đấy, lòng trắng, được ca sĩ đầu tư rất cẩn thận và âm thanh rất là hay. Nội dung thì có rất là nhiều bài nổi tiếng được ca sĩ hát rất là tình cảm. Sau đây xin mời các bạn nghe bài đầu tiên của cái đĩa nhạc này. Đấy, xin mời các bạn nghe bài đầu tiên của cái đĩa nhạc này. Từ Khi Vắng Anh, Dạ Cầm, Thanh Sơn các bạn nhé. Xin mời các bạn. Đêm đêm nức nở,
Hỏi anh có nhớ ngày xưa hai đứa cùng chung dệt mộng mơ. Nghe buồn dâng lên ý thơ. Hỏi anh có nhớ ngày xưa hai đứa cùng chung dệt mộng mơ.